Sáng 8 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện, sinh năm 1985, quê Gia Lai, cùng 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa phiên tòa. Hai bị cáo trước đó được áp dụng biện pháp cho tại ngoại là Võ Thị Thanh Mai, sinh năm 1987, quê Quảng Bình, vợ của Luyện, và Huỳnh Kim Thắng, sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi, nhân viên kế toán của công ty Alibaba. Mai được tại ngoại để nuôi con nhỏ, sinh năm 2020, Thắng được tại ngoại để điều trị ung thư. Trong số các bị cáo hầu tòa cùng Nguyễn Thái Luyện có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên pháp lý công ty Alibaba, từng được dư luận đặc biệt danh là nữ tướng Alibaba. Người này nổi tiếng với clip đập xe nói cho chị, từng gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân sự việc trên là trước đó Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phạt Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện 3,5 triệu đồng và ra quyết định cưỡng chế vì Lực có hành vi gom đất, vân lô, bán nền trái pháp luật. Lúc này, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý của tập đoàn liên hệ lãnh đạo địa phương làm rõ, nếu không được thì biểu tình. Trinh đã tập hợp 50 đến 70 nhân viên tại khu đất la hét, cự cãi với đoàn cưỡng chế. Từ đây, đoạn clip ghi lại cảnh Trinh với thái độ hung hăng la hét, đập xe nó cho chị, lan truyền khắp nơi. Đến cuối tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định Trinh có vai trò giúp sức cho Luyện. Trinh đã ký thành lập 20 pháp nhân trực thuộc công ty Alibaba, tham gia tìm quỹ đất nông nghiệp, thực hiện các thủ tục pháp lý để cá nhân thuộc công ty Alibaba nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp. Trinh cũng soạn thảo các văn bản theo chỉ đạo của Luyện để lập hồ sơ pháp lý cho các dự án dân cư không có thật, trực tiếp thực hiện các thủ tục nêu trên tại dự án Alibaba Long Phước 15, giúp Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 93 bị hại với tổng số tiền hơn 64,2 tỷ đồng.